Báo cáo với mọi người, em Khương đang có mặt ở thác Bản Dốc, cũng độ khoảng tầm dịch dã nên là cũng 3-4 năm rồi em Khương mới quay lại. Thì để mà trong này nhất là tham quan, cái thứ hai là review cho mọi người biết là thác Bản Dốc đây là lối đường vào. Thác Bản Dốc nha các bác nha. Em cũng review, xin review một chút để thông báo với mọi người là cái hiện trạng của thác Bản Dốc. Đấy, đây. Đấy, thác Bản Dốc đây các bác. À, xin chào đồng chí Khoa. Cũng em Khương cũng độ khoảng tầm phải 5 năm rồi mới quay lại đây. Đấy. Bên kia thì cái đồi bên kia thì là của bên Trung Quốc rồi. Đấy. Đây là lối vào. Đấy. Du lịch thác Bản Dốc. Em Khương xin review một chút để thông báo với mọi người là cái hiện trạng của thác Bản Dốc bây giờ. Đây là lối vào. Trước kia thì năm 2016 em Khương chạy thì cái xe 29 chỗ vẫn đi ở cái đường này, mà cái đường này nó vẫn là đường đất. Ở đây chủ yếu là dân tộc Tày. Đây không phải là dân tộc Tày. Thác này cũng có lướt đấy. Ca sĩ ha. Để cho các bác biết là thác Bản Dốc may được cái tiết trời nó đẹp nên là nhìn thác nước tương đối rõ. Thác nước rất đẹp đấy ạ. Rất đẹp. Em Khương ở xa đã cảm nhận thấy là đẹp rồi, chốc nữa vào gần còn đẹp nữa. Vâng. Cái hôm nay cái thời tiết nó không mưa không nắng không ạ. Nhìn thác nó rõ mà đẹp. Đấy. Được. Bên cái núi cao bên kia là của bên Trung Quốc nhá. Bên núi bên kia là của Trung Quốc. Vâng, bên này là của Việt Nam mình này. Bên kia là Trung Quốc. Vâng. Cái thuyền này là của bên Trung Quốc chứ Việt Nam mình là không có cái thuyền này. Bên mình đi tới. Đó, thuyền nó đi từ bên nó chứ. Bên mình không có. Đây là một dòng sông. Đây bên mình cũng có. Nhưng mà bên kia là Trung Quốc à? Đúng rồi, kia kìa. Những cái thuyền này là bên Trung Quốc này.
Thuyền rất là nhiều. Đấy. Bên kia là bên Trung Quốc nhá. Đấy, thác nước. Thác nước tương đối đẹp. Thác Bản Dốc. Chào anh Băng nhá. Chào Lê Minh Vũ. Đấy, chào Liệu. Thác Bản Dốc nha các bạn nha. Bên kia là của bên chung của nước bạn. Bên kia thì hoành tráng hơn bên mình nhiều. Và cưỡi ngựa chụp ảnh nào phải mất tiền. Đó, cưỡi ngựa chụp ảnh. Đấy. Hình như là chia nhau một lửa. Đấy. Cái cột mốc bên kia sang bên kia. Đây nha. Cái cột mốc giữa này sang bên bên tay phải là của Trung Quốc. Đây. Đây. Đấy, bên này là của Trung Quốc này. Đấy, từ cái chỗ mà người ta chụp ảnh đấy. Đây vàng. Kia kìa, người ta chụp ảnh cái cột mốc các bác biết nhá. Sang bên tay phải, cái đây là cái cột mốc sang bên tay phải là của Trung Quốc. Đây, bên tay phải này là của Trung Quốc này. Đấy, từ cái cột mốc này sang bên tay trái này là của Việt Nam. Đây, thác của Việt Nam thì ít hơn. Ít hơn nhưng mà nó cao hơn. Đấy. Đấy, đây là thác của Việt Nam này. Còn đây là của Trung Quốc này. Đấy, Trung Quốc thì nó có hẳn một cái dòng sông như này luôn. Đấy. Em Khương đến gần đây là có hơi nước rồi. Chào anh Duy. Hơi nước rất mát. Không nhìn thấy gì đấy. Đấy. Đây là toàn bộ thác Bản Dốc. Đấy. Bên này là của Việt Nam đây. Đấy. Thác Bản Dốc đây. Chả biết nước nó từ đâu nó chảy ra mà nhiều thế. Đấy. Cái thác này là của Việt Nam này. Và giữa đây là từ xa xưa rồi, bà con bản địa bảo là ở cái thời Pháp là người ta đã cắm cái cột mốc này rồi. À, đây là cái cột mốc này, đây là cái cột mốc này anh Duy này. À, bên tay phải cái cột mốc này là của Trung Quốc. À, còn bên tay trái của em Khương này là cái chỗ này là của Việt Nam. Đấy. Trung Quốc này nó có hẳn một cái suối như này. Em Khương sẽ tiến dần về cái cột mốc. Đây là cái cột mốc. Chào tất cả mọi người nhá. Em Khương hôm nay này có dịp đi thác Bản Dốc, em Khương xin phép review các bác một tí. Review không đẹp thì anh em các bác cũng phải thông cảm cho em. Đấy.
Đây là cái cột mốc Việt Nam số 836. Đấy, đây là cột mốc. Cột mốc biên giới giữa Trung Quốc với Việt Nam. Đây là cái cột mốc đấy ạ. Cột mốc 836. Từ chỗ em Khương đứng ở cái cột mốc này nhìn xuống đây, cái dòng sông bên này là của Trung Quốc này, cũng không phải là hẳn là của Trung Quốc hay là Việt Nam, nhưng cũng có thuyền của Việt Nam và cũng có thuyền du lịch của người Trung Quốc ở trên cùng một. Đây cũng cái thuyền gần gần đây nhất là cũng là một cái thuyền của Việt Nam đây này. Cái thuyền này là của Việt Nam. Và xa xa đây những cái thuyền này là cũng là cái thuyền của bên Trung Quốc. Đấy. Và cái trên cái dòng sông này thì cũng có cái những cái thuyền du lịch của Việt Nam và cũng có cái thuyền du lịch của bên Trung Quốc. Đấy. Nhưng mà cái thác này thì sẽ là của bên Trung Quốc quản lý. Đấy, bên Trung Quốc người ta còn làm cả những cái con đường ở rìa núi đây ạ. Đấy, những cái con đường rìa núi này. Đây, những cái chỗ này là cái quả núi đá, bên này là hẳn là của bên Trung Quốc luôn. Đấy, khách du lịch của bên Trung Quốc cũng rất là nhiều. Đấy, em Khương có thể zoom gần lại. Đây này. Khách cũng nhiều đó. Đấy. Bên này là của bên Trung Quốc, họ cũng rất đông đấy ạ. Đấy, khách bên phía bờ bên này là của bên Trung Quốc đấy ạ. Bên này là của bên Trung Quốc đây. Đấy. Trung Quốc thì bao giờ người ta cũng đông người hơn mình. Và người ta đi qua lại tham quan cũng nhiều hơn mình. Đấy. Kia người ta cũng có một cái cột cờ cũng rất là to. Đấy. Người ta có một cái cột cờ cái chỗ này rất to ạ. Đấy, có cái cờ rất là cao to. Đấy, bên phía bên bờ bên đấy là của bên Trung Quốc. Vâng, chào anh Soạn. Chào bác Soạn, em review một tí. Đấy, thuyền bè này thì cũng là vừa của Trung Quốc lẫn Việt Nam. Đây em đứng ở cái cột mốc này. Việt Nam mình không mặc áo phao à? Đây. Cũng là trên cái dòng sông này. Cái thuyền này là người của người Việt Nam đây. Thì là không mặc áo phao. Nhưng của bên Trung Quốc thì thường là những cái con thuyền là người ta đa số là người ta mặc áo phao hết. Đấy. Chào anh Soạn tặng em nhiều hoa quá. Cảm ơn anh nhá. Đấy. Đây em Khương thì em Khương đang đứng ở trên cái cột mốc 836 đây. Đây, cái cột mốc này thì nó sẽ ngăn bên này là của Trung Quốc. Đấy, thác nhiều hơn. Đấy. Bên của Việt Nam mình là có cái thác ở bên này. Đấy. Đây. Đây. Đúng rồi, bên này là của Việt Nam. Đấy. Thì theo nó là như thế. Người cũng rất đông. Nhưng mà trông thế thôi, cái rìa sông bên này chắc là cũng của Việt Nam. Chắc là người ta sẽ tính theo cái rìa sông đấy ạ. Người ta tính theo hai bên bờ dòng sông. Thì bên bờ dòng sông bên này cũng là của Việt Nam.
Còn bên từ giữa sông mà tính sang bên rìa bên kia thì của Trung Quốc. Đấy. Du lịch thì vẫn mang cái tính chất là chung thôi. Đấy. Đấy, bên rìa bên này thì là người Việt Nam đây. Nhưng bên rìa phía bên núi kia là người Trung Quốc. Bên này thì bên Trung Quốc này thì thác đẹp hơn. Và sông thì đẹp hơn. Đấy. Rất là nhiều người đứng chờ để chụp cái. Đây. Đây hai ông cắm cột mốc đây. Chỗ này là của ông thác của Việt Nam đây. Thác của Việt Nam thì cao luôn. Nếu nói về thác thì bên thác của bên mình thì đẹp hơn. Đấy. Cao, nước chảy sải rộng. Thác chảy đẹp hơn này. Đây bên phía thác bên này là của Việt Nam. Đấy. Nhưng mà nước chảy xuống cái hồ thôi. Đấy, cái hồ này thì không thể đưa thuyền vào để đứng gần thác mà chụp ảnh hay là để mà nhìn được. Anh muốn sang bên này à? Anh muốn sang bên này à? À, nhảy ra sang. Ok. Đấy, cái thác của Việt Nam thì rất là cao. Nước chảy đẹp luôn. Đấy. Bụi nước nó tung lên về cái phía những cái người đứng ở kia rất mát. Úi giời. Toàn bộ thác Bản Dốc. Kia nó vẫn là cái cột mốc. Đây các cụ hai bên đã cắm cái cột mốc nhá. Vừa nãy là em quay cái thác nước ở bên phía Việt Nam. Còn bây giờ em sẽ quay cái thác nước ở bên phía Trung Quốc. Đấy. Nào. Đấy. Không bên bờ bên này chắc là cũng là của Việt Nam. Còn bên bờ bên kia là của Trung Quốc. Còn hiện tại ở cái dưới cái dòng sông này thì cũng có tàu của đây. Như cái tàu du lịch này là của Việt Nam. Đây, chữ Viettel này là tàu này là của Việt Nam đây ạ. Đấy. Du khách có thể thuê tàu đi gần vào thác nước để ngắm xong rồi chụp ảnh. Nước chảy từng tầng một rất là đẹp. Cũng được. Chắc là bên phía bờ bên này là vẫn của bên Việt Nam khai thác du lịch. Đấy. Đấy, như cái con tàu này là của Việt Nam đây. Đấy. Hay là con tàu này cũng là của Việt Nam đây. Đấy, tàu bè của người Việt Nam đây.
tàu đi bên phía bờ rìa bên mình đứng này là cũng là của, là toàn thấy là người Việt Nam mình hết. Đây, như đây là người Việt Nam đây. Ấm gì, ấm cái bụng gì. Đây, chào bác. Đây là bên Việt Nam bên mình nhá. Đấy. Còn bên kia là bên Trung Quốc. Bên phía núi bên kia là bên Trung Quốc. Đấy.